Đâu, cho bố xem nào. Ui, con ăn đi để bố hoan hô nào. Bố mẹ nuôi ăn cho. Ừ, con ăn đi. Con ăn đi. Ăn đi, ăn đi, nó hỏng mất, nó rơi vãi mất. Con ăn đi. Ừ, con ăn đi, con xúc ăn cho bố hoan hô nào. Ơi, giỏi quá. Ui ôi, giỏi thế. Con ăn đi nào, bố hoan hô nào. Đấy, con ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. À. Ồ, giỏi thế. Đấy nhận nó chả có gì. Ờ, con ăn đi. Ăn đi. Ôi trời, không phải thế. Ui giỏi quá. Xúc nhiều vào chứ, ăn ít thế thì xúc làm sao được. À, bố xúc cho con à, nào. Bố ui giỏi quá. Ui giỏi thế, hoan hô. Bố xúc cho con à. Ui ui. Ngã. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo đến trường. Mẹ hiền và mẹ là hai cô giáo. Mẹ cô giáo. Mẹ là mẹ và cô ơi hai mẹ hiền. Rồi quá ăn ơi. Ăn đi để bố xúc, bố xúc, bố xúc. Ui, không sao, không sao, ăn đi đã, ăn đi tí bố nhặt cho. Ừ. Ừ, con ăn đi. Ô, giỏi quá. Con ăn đi. Rồi. Đến bố xúc cho con à. Nào con ạ. À. Giỏi thế, ăn ơi, ăn để hoan hô. Ừ. Nào, ăn ăn để bố hoan hô nào. Nào, con ơi.